Bây giờ tổ chức một cuộc thi. Xem ai kéo vó lên được nhiều nhất. Để đây nhá. Và con to. Để chỗ nào cho sạch sạch. Mang hẳn sang bên kia vậy. Đâu? Mang hẳn sang bên kia. Đi cẩn thận nhá. Ui. Điền. Bây giờ ai cất cái đầu tiên? Đây là cất đằng đầu đuôi này. Đúng rồi, mẹ cầm đằng to. Đằng này gì nhỉ? Mèo đổ cái này vào ấy đi. Đổ này vào chậu đi. Cứ để đây, gì phải đổ vào chậu để nó nhảy hết. À, thế mẹ cất cái đầu tiên được bao nhiêu cái? Bao nhiêu con? Ý, tôm càng kìa. Ui, mẹ ra mèo ra đếm đi. Đếm đếm đi để xem được. Nào. Nào. Đưa ra chậu đếm nhá. Toàn tôm to rồi. Đếm xem được bao nhiêu con. Ai đổ hết hết đây. Đấy, một phát như này là thuốc nào đủ ăn mà. Nhiều đấy. Mấy con? Không ít đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi. Sao con thả luôn vào túi bóng? 9, 10. Không, để vào chậu nó mới nhảy chứ con. Để vào túi bóng nó dễ chết. 12, 13, 14, 15. 15 con. Cho xuống. Rồi. Xem kỹ thuật của ai tốt nhất. Một là nhanh mạnh, hai là thật là nhẹ nhàng để nó không biết. Ơi, chị phải xiên thấp cái xào xuống và cho xiên qua, nếu không là nó tuột. Đúng, xong nhấc lên. Nhấc từ từ. Đấy. Nào, xem ai may hơn được bao nhiêu. Nào, đưa vào đây. Thế là mèo đâu? Nó bắn hết. Ra, nào thỏ bỏ cái này đi. Bỏ cái xào ra. Cho tất. Đếm xem được bao nhiêu con. Nào, đếm đi hàng. Đừng, cũng không phải nhiều lá quá đâu. Đến ui củi nhung nhiều quá. Nào đếm xem được. Ném cá. Không, không cần giữ thế đâu con, để đặt xuống. Đếm một, xem được. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ui, nhiều 16 đấy. Thả vào đi. 17, 18, 19, 20, ai giả của nhung 21, nhiều. 21 thả đi. 22, 23, 24, 25, 26 con. 26 yeah. Con, kỷ lục rồi. Khiệp thật. Còn mấy cái vó kia cơ. Đó, để xem ai nhớ. Nhớ nhất đi. Đó, bây giờ chị cho xuống đi để ném cám. Thôi đừng cho nữa. Thôi, cho nó phải nhiều. Nhảy. Không, nhiều quá mức. Thế này thôi, lúc nào nhặt vào này bê ra. Thế thôi, nhiều rồi, nhiều rồi. Tao. Xa xa tí không vướng cái cọc. Thôi được rồi, nó đi mất ấy. Ờ, phải nhức lên dần dần luôn dần. Qua cái... Luôn hẳn đi, đừng động. Đừng động nó ra mất. Vịnh thiên đường mình không quan tâm hả nhá. Ok. Nhức lên. Cố lên. Thôi được rồi, được rồi. Đi ra đằng kia xem. Xem được bao nhiêu. Trời ơi, toàn tôm cành. Cho ra đây. Ui dồi ơi. Ui, phát này ăn to này, toàn tôm càng. Đếm mình chiến thắng rồi. Ôi, có cả cua. Có cả con cua, bắt cả con cua vào đi. Nó còn to nhá. Vồ cả vào nó không cặp. Tôi sợ. Nào, đếm tôm đi. 1. Bỏ một cái. Đừng đếm gian nhá. 2. 3, nhưng mà toàn tôm to. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9, 10, 11. Thế này được bước của nó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bên này còn 2 con. 22, 23. 23. Kém gì nhung đâu mà. Thế là khá rồi, thôi đừng với nữa. Không có đâu. 23 con nhưng mà toàn con to. Thôi được rồi, chấp. To bé vẫn là con hết. Con nào bé quá thì không tính thôi, chứ còn to quá vẫn tính thế. Trong thế mà đây nhiều tôm phết nhỉ, đừng đùa. Nào, mèo này. Cho ra xa tí. Mèo lại ra làm tính đi. Rồi, hạ xuống chị. Ui dồi. Ê. Được ít à? Được mỗi 2 con. 3 con. 4, 5 con đấy. Không ăn thua. 1, 2, 3 này, 4 này, 5 con. Thế nhẽ mình cất lại đen thế à? Ở tay thối. Hoài, cho ta xuất xa. Cho khác một tẹo. Đến cám xong. Đến từ chiều này còn xuống thôi.
Ôi giời ơi, thôi thôi, là cho hàng lém. Tay chiều không nhớ được. Chồng lém đi. Tay phải thì vẫn ôi, còn không có con nào cơ. Ôi nhờ, sao thế? Ôi, chẳng có nữa. Ôi, đã có hai con. Một con thôi. Để ra trên tránh nha nè. Có đổ như nào rồi. Trong bên này còn nữa. Được hôm nay rồi ông ạ. Ôi giời. Ôi giời. Dư nhiều đấy. Thằng lém. Cái món tay chiêu. Ừ, cái món này chẳng có cái gì. Này, con chẳng có gì. Tôm rồi. Không phải. Ôi ba. Đợt đầu thì nghe nhiều thế. Ba con hay chi ít đâu. Ba con. Ba con thì bằng phải là 8 cái vó như này mới bằng một cái vó. Ờ đúng. Mới bằng một cái vó vừa nãy 26 con. Đây là con 3824. Đợt này tôm lạnh lạnh rồi, chiều lạnh lạnh rồi nó đi ngủ rồi. Úi, ui, đây bên này nhiều này. Ui. Ôi trời. Cô nhặt vào đi con. Này xong để một cái ngâm thật lâu vào đây luôn. Tối ra cất luôn. Không có một cái định làm. Nó chỉ mở ra là nhiều lắm. Nó có cái hồng. Nhiều hồng. Tối ra đây cất xong lúc là đi ấy. Chưa đem cám đúng không? Tí nữa quay lại đem cám xong. Ném lại tay phải vậy thì ném thì tay phải không ném được, tay trái thì lại không trúng. Tay chiêu thì ném toàn bị trượt. Đây là mình không cất được. Có. Bên này mà không có thì... Ôi, có cá ơi! Tiếc quá, nó mà rơi ra ngoài thì tiếc quá, thật to quá. Thôi ăn đùi này rồi chạy thằng kéo ra đâu. Chẳng riêng tôm. Lúc nãy còn mất một con ở kia kìa. Được. Lúc nãy còn mất một con ở kia, còn ra mất nhờ. Quay ra đường mới con tôm liền. Đang chốc phải vào để ăn cá mày dặn chưa. Vẫn cả quần ở đây này. Không đây con cá nữa. Vừa nãy còn mất một con cá ở đây này. Ui. Ngày xưa cất được toàn con tầm hơn cân. Thôi giờ đi ném cám đi mang về ra. Ôi cá ơi, nó mất đổ rồi. Xô một cái. Đó, nó mất ngay. Nó đang mất nó. Dư. Ôi đi ném cám để xách về đã. Có nó lại mất rồi. Cái là sao? Thành quả. Cả tôm cả cá đây. Ừ, tôm cả cá. Được con cá to quá. Phong nhớ buộc cái túi bóng này vào sáng nhá. Vâng. Buộc cái túi bóng vào cám á, không có lần nó lại đi hết. Chép. Rồi, đi về nhá. Đi về thôi.